Vải thiều Bắc Giang hiện đã xuất khẩu tới trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Hoa Kỳ được xác định là thị trường tiềm năng có sức mua lớn. Hiện vải thiều tươi Việt Nam sau khi thông quan tại sân bay Los Angeles là 97 đô la Mỹ một thùng 5 kg, tương đương gần 450.000 đồng một kg, chưa bao gồm lợi nhuận của nhà nhập khẩu và các siêu thị bán lẻ. Trong khi đó, vải Mexico được bán buôn tại Hoa Kỳ là 60 đô la Mỹ một thùng 7 kg, tương đương gần 200.000 đồng một kg. Còn vải Trung Quốc giao trong 2 tuần tới hiện được chào bán với giá 30 đô la Mỹ một thùng 5 kg, tương đương gần 140.000 đồng một kg. Nếu không có những giải pháp phù hợp và kịp thời, vải thiều Việt Nam với mức giá cao hơn gấp 2 đến 3 lần sản phẩm cùng loại sẽ khó có thể cạnh tranh ở thị trường này. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định triển khai phương án vùng xanh 3 lớp tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma từ ngày 1 tháng 6. Theo phương án này, lớp kiểm tra thứ nhất tại khu vực đệm gồm khu trung chuyển hàng hóa và khu phi thuế quan. Lớp kiểm soát thứ hai sẽ đặt tại barrier số 2 khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Cuối cùng là lớp kiểm soát thứ ba áp dụng đối với lái xe thuộc đội lái xe chuyên trách. Người, phương tiện và hàng hóa trước khi ra vào khu vực cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ theo 3 lớp này với mục tiêu không để lọt bất cứ trường hợp nào bị nhiễm SARS-CoV-2 vào cửa khẩu. Từ đó giảm thiểu nguy cơ phải tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa. Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hiệu suất thông quan trong tháng 5 đã tăng 30% so với tháng 4 năm 2022, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương Việt Nam-Trung Quốc. Bến Tre đặt mục tiêu xây dựng huyện Chợ Lách trở thành trung tâm sản xuất cây giống hoa kiểng chủ lực của tỉnh mang tầm quốc gia, qua đó tạo sức bật mạnh mẽ về định hướng đầu tư và sản xuất cho ngành giống cây trồng hoa kiểng, nhanh chóng tạo ra các giống cây trồng hoa kiểng mới có giá trị kinh tế cao, cải thiện đời sống người dân nông thôn. Huyện Chợ Lách đã xây dựng đề án phát triển sản xuất cây giống và hoa kiểng quy mô cấp quốc gia, đảm bảo có trung tâm điều hành sản xuất cây giống hoa kiểng, có nơi nghiên cứu, ứng dụng và quy hoạch khu bảo tồn giống quý, nhập giống mới, đảm bảo đủ diện tích để trồng và cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất giống đạt chuẩn. Huyện Chợ Lách kỳ vọng sẽ có diện tích vùng trồng cây nguyên liệu 30 ha, sản xuất từ 50 đến 70 triệu mắc ghép để sản xuất ra 40 triệu cây giống một năm. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Dừa khô đang được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 35 đến 45.000 đồng một chục tùy loại, giảm khoảng 80.000 đồng một chục 12 trái so với đầu năm. Theo nhiều hộ trồng dừa tại Trà Vinh, nếu giá được 80.000 đồng một chục thì nông dân mới có lãi. Do đó, thời điểm này đa phần nhà vườn đều thua lỗ do giá phân bón và nhân công tăng cao. Trà Vinh có gần 25.000 hecta diện tích trồng dừa, sản lượng đạt khoảng 300 triệu trái một năm, tập trung chủ yếu ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành. Trước tình hình giá dừa giảm sâu như hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến cáo người nông dân không nên vội vàng đốn bỏ cây dừa, bởi đây là cây trồng hợp thổ nhưỡng và được chọn nâng cấp chuỗi giá trị để tạo thu nhập bền vững cho người nông dân.